Lại nữa, thiện hiện hoặc đại Bồ Tát đã tu học hoàn hảo bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, đã an trụ hoàn hảo pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, đã an trụ hoàn hảo chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, đã an trụ hoàn hảo thánh đế khổ, tập diệt đạo, đã tu học hoàn hảo bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, đã tu tập hoàn hảo pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, đã tu học hoàn hảo cho đến 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng và vô lượng vô biên Phật pháp khác. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy thành tựu công đức trí huệ như thế, nếu đối với sanh tử phát khởi ý tưởng ưa thích, hoặc nói là ưa thích, hoặc đối với ba cõi chấp trước an trụ thì không có việc đó. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát đã tu học hoàn hảo pháp Bồ Đề Phần, thì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các chúng đại Bồ Tát đáng lẽ nên hỏi thử, nếu đại Bồ Tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, làm thế nào tu học pháp Bồ Đề Phần mà chẳng chứng không vô tướng vô nguyện, vô sanh vô diệt, vô tác vô vi, vô tánh thật tế? Do chẳng chứng nên chẳng rơi vào quả dự lưu Nhất Lai bất hoàn A La Hán, quả vị độc giác, mà siêng năng tu bát nhã ba la mật đa sâu xa, thường không chấp trước.